thơm luôn. Wow, rất là ngon. Cái củ bia nó thơm. Chào cô bác chị bạn. Trước tiên đây thì Sơn buổi chiều cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe cho bình an. Thì hôm nay Sơn mua được cái một đầu cái gửi đầu heo. Đầu heo mình về mình sơ chế đây. Đây là muối rồi rượu mình trụng mình luộc cho nó ra sạch hết chất bẩn hết rồi. Cái đầu heo này mình uống bia. Uống bia mình có chuẩn bị hai lon bia đây. Hai lon bia. Và gừng. Tương hộp người ta xay là tương đen, dầu hào, dầu mè, đây mấy cái vị thuốc bắc, cái này mấy cái vị thuốc bắc thì mình nấu mình tạo mùi, giờ đều nếm nếm thông thường thôi, cái món này cũng rất là đơn giản. Bỏ vô cái túi này, mình lát mình nấu mình bỏ vô luôn. Cái gừng gan luôn. Gan mình cho vô mấy vị thuốc bắc đó luôn. Về được rồi. Đây đường, cho miếng đường vô. Hạt nêm. Bột ngọt. Tương đen. Chút tương đen. Dầu mè. Dầu hào mình cho tất cả các cái vô đây thì cái này nó không có nước nên mình không có đỡ ngoài mình trộn mình cho nó loãng được cho nó hòa chung được mình vô đây luôn chút xíu màu thịt tôm cái này nó đều hết rồi. Để đây hơn tiếng sau nữa bắt đầu mình hầm cái bia. Ui, bỏ vô luôn. Bỏ vô vậy cho nó tiện. Mình chỉ lấy cái nước thơm thôi. Chứ mình không có lấy vào cái xác này. Mình bỏ vô đây mình nấu mình lược. Lúc lại xong cho miếng hành với tỏi vô mình tỏi vô mình làm cho nó khô mình rồi nồi luôn mình cho bia vô cái bia này vô hồi bốc hơi đi hết rồi. Chỉ còn mùi thơm bia thôi rồi nó rút vô cái đầu heo này quá xa nóng mình cho cái bịch này vô luôn rồi mình đổ nước vô mình nấu cho nó rút rồi nó mềm lại cái này mình nấu sạch sạch thôi mình đổ nước ít thôi đổ nước vừa vừa thôi mình đậy nắp lại cho bung mềm lên wow cực thơm luôn chắc là mình loại bỏ cái túi này ra túi này hết mùi rồi wow. Này sặc xuống rất là ngon luôn
Xin chào cô chú anh chị các bạn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hey, hôm nay ăn đầu heo ôm bia. Quá sức, hồi sáng là mua 7 kg rồi mà. Không mua bia ha. À, mua một cái á, thì thấy sợ anh em ăn không đủ. Mua một cái rưỡi. Sáng ngày tôi đi chợ tôi nghe quảng cáo rồi. Dạ. Thì cái này á, cái này á, thì cái mâm thường mình biết rồi, cũng 500 mấy gram, gần 600 gram thôi. Căng ha, căng thử ha. Hôm nay chỉnh căng coi, cho đúng căng luôn. Hôm nay là mình căng đồ ăn, không cần căng nhỏ nữa, căng heo luôn. Rồi, wow. Bao luôn. Wow. Hơn 7 kg. Trừ ra cũng còn 6 kg rưỡi. Sao cái gửi đó hôm nay đó chơi lớn luôn. Nói, sao bây giờ nói cũng gấp lại cho thằng Calamen tuôn cục với ông ơi, gấp lại cục không. Ừ. Phan em chơi đây anh cái anh căng lại cái đây, gấp lại cục đi ha. Ừ, cho thằng Calamen tôi đi cút cục bự đi rồi cái anh 7 kg mình nấu nó nhót lại chút. Ai. Rồi còn 6 kg rưỡi. Lụm ha. Lụm. À, 6 kg rưỡi quá sức luôn. Đó, đợi xương đi ha. Anh em cứ bỏ xương lên trên cho đây nè ha. Cho nó ngoài tầm ống kính. Còn gì đâu em. 30 phút nha, ăn hết không? Tới đầu ráng đi cho đợi. Ráng phải không? Okay. Hôm nay hãy ăn hết phần số lượng quá lớn cái này là mình sẽ thưởng cao chút xíu. Ok, hôm nay chơi lớn luôn. Ăn nhiều quá chơi lớn luôn. Ăn hết có 1 triệu uống phơi ha. Đây 1 triệu đây ở dưới đây đi. Dưới đây chui, cho nó chui vô đây ha. Ừ, cho chui đó. Rồi mời cô bác chị dùng anh ba. Mời cô chú anh chị và các bạn dùng đầu heo. Mời cô chú anh chị nấu gì với bia đó, không mùi bia đó. Rồi, thôi ăn đi. Mà tưởng cục ra, bỏ miệng ra cái cục. Ừ. 6 kg rưỡi, nấu chín rồi 6 kg rưỡi. Sau cái gửi mình trừ ra cái mâm chứ còn 6 kg đi cho nó tròn số, 100 gram chút xíu không sao. Lão tài chưa bắt giới. Sơ trước khi mấy anh em giờ hiện tại giờ chưa biết sao. Nhưng mà lỡ anh em ăn không hết thì không khác mong quá chứ bạn không cảm. Nhiều quá. Sáng ngày mua 2 chỗ luôn á, có cái thì 5 kg mấy, cái 2 kg mấy đó, mình tính chẳng cho tròn số 7 kg đó. Mà đi chợ cái người ta nói mấy người bán đầu heo này cho anh nè. Ừ. Nói bữa nay không biết khứa nào ăn đây, khứa nào ăn cái đầu heo đây. Dạ. Thì mình quen quá mà, nãy vòng vòng quên bấm đồng hồ mới bấm, cho là 31 phút. Nãy giờ thôi nói chuyện xàm, quên bấm đồng hồ. Thêm phút. Thơm không ơi chị Dung? Thơm không ạ. Mềm, thơm bia. Cái đó ngon em. Rồi,
bò với xì chùm ăn, mình đây để mình nuốt. Hên quá còn cục. Hồi nãy ông ốc kêu đừng kêu để luôn, thôi mình không biết làm sao luôn. Giờ ông ốc kêu để lên cục. Hai cái nấu nướng cực khổ anh. Để lên cục đã. Để lên cục cái mình nấu ăn nó làm sao để thưởng thức đâu. Nhiều khi hết cũng tội mà thôi cũng kể với nhau vậy. Ừ. Phớt phớt cái nước sốt cũng ngon lắm rồi. Bữa bún gì ăn bún chảo tôm. Ừ. Em với anh Thúy Hằng làm hết trơn, anh nói anh quên ăn, quên chữa à. Thôi hai đứa em lỡ làm mày làm luôn đi chứ sao vậy. Ừ. Đây cái anh ba ăn hết trong này thôi, chừa lâu tay em lại nha. Quên quay vào quất luôn đi. Làm luôn ngon. Ngon quá làm luôn. Ông quất hết cục bự rồi đó. Cục thứ hai để xem ơi. Thứ mẹ không thật. Ừ. Trời. Quá thật. Có lẽ cắn cái nhiều đã lắm mà. Vợ con đâu thấy cảnh này. Cầm ly uống rượu nói này nói kia. Con cầm con thịt heo. Con cầm con thịt heo rồi ngồi nó cười. Đầu tư bất giới ngon vậy hàng chi trong phim Tây Du Ký hỏi ra cái yêu quái rồi ăn thẻo lâu tay chưa bất giới được không à. Ừ. Đó là phim em ơi. Ừ. Ừ. Cái cứu bại trời. Nhất cái nách với ăn xong rồi gì bóp nách cho anh con. Có cái máy bít xa rồi. Dạ. Giờ là cả tháng rồi mới ăn cái đầu lại nè. Ừ. Đau lắm rồi. Trước Tết vậy đây. Ừ, lâu lắm rồi. Em không nhớ, còn nhớ lâu lắm rồi. Không nhớ được trước Tết. Là hai anh em mình ăn phải không? Tới giờ. Rồi, trước Tết rồi. Nóng. Nãy vậy. Nóng á. Vừa luôn. Vừa luôn. Này cục. Con ốc cạp không còn thấy dính gì luôn. Tại
bữa cạp cái chuồng bò. Ừ. Dâm chuồng bò đâm vô cái đũng cái chân khăn ăn chúng gan à? Chúng nấu gan à? Ờ, sừng. Khốn đâu. Tổng giá mua thuốc là mua thuốc đó đó hả? Ừ. Đi mua thuốc uống như thai nữa. Ừ. Ăn nhiều quá bụng bự rồi. Dạ. Cái gì? Ăn rồi dầu heo mới biết có cảm giác không? Cảm giác trong con người nó sung sướng hay đâu. Hai tay này ăn máu quá. Nó xúc văn qua bên á. Ây, mắc đi rồi. Nè, nó văn dưới trong á. Gà á. Gà mình xuống. Để đây này xuống mắt rồi văn lắm. Mình nấu nhiều nước nhiều cái mình đổ ra hết cái mâm. Bia hả anh? Bia. Có chút ít nước lạnh trong. Sệt sệt à. Anh ấy anh để chút xíu sệt sệt vậy nên chấm mà em không với anh ba không chấm. Lục. Nước ngon. Cái này mình chăn bún một cái. Ngon không? Cái nắp luôn. Ừ. Không ngon. Nếu mà còn sức tâm chia ra húp hết luôn. Trời á. Uống những bia thôi gì đâu. Ừ. Hết nước cũng mới giữ. Nước này em nêm không mặn đâu. Thơm mà nó ngọt ngọt. Quét quét vậy á. Tách ra chỗ xương nó ra là dễ ăn, chỗ lẻ là, đúng không? Ừ. Nấu chín tới mới làm xương, nó ra xương, da thịt nhất. Đó, đúng rồi, để đầu là vậy á. Xương sườn đúng vậy, nó rút lại. Vậy em còn nhiều lắm đó nha. Đi tô rồi ăn hấp nước, bữa nay mình bưng cái chẩn, cái mâm.
Chua vô cùng trùng sướng. Hai thứ này ăn khủng khiếp. Mới có 13 phút trừ thời gian nãy luôn, 13 phút gần hết. Mày mày lộng cái cục này nữa là thấy là khỏe con người đó Tùng. Hóp nó liền. Hóp nó gọi là chắc cú rồi ha. Lụm liền. À, khi nào ăn nói nghỉ nha. Đâu luôn. Hai người nói ngược luôn. Dở gì. Dở gì. Này em gửi cho ông Lưu đi. Tính là tính ngay được mà. Cái đó cái thùng cái găng trắng đó. Ông ngồi với giò thiều thiều à. Rớt hả? Thôi, nghe con. Hiểu hiểu. Hai con luôn. Gần lắm bồn. Bụng này bóp, bự quá. Bụng luôn. Hỏi hai con bự hơn bụng tôi. Chuyên gia phải anh em ăn qua clip là lại khiều. Có mình khôn nó quen rồi. Đây rồi bảy con của ông đợt này cũng cỡ đó đó. Quá là cái bụng. Chó này nó khôn quá, đẻ con ra khôn mới tốt. Anh ra anh đỡ cho nó đẻ hoài. Này mình cũng có thuốc mình chích. Nhưng mà thôi. Chích cho nó ngưng đẻ mà thôi. Đẻ được nó đẻ con khôn nó tốt. Không, để chia cho. Mà tính ra hồi đó giờ em chó nó nhiều lứa rồi đó. Em cho không cho mà còn mà tới giờ còn chỉ có một người nuôi được à. Như là chó này cũng khó nuôi. Có chị ba, chị tư á. Nuôi giờ nó con của nó cũng đường nó mới đẻ chứ. Chó mới đẻ được ba con. Tụi ban cho vợ anh thì là đã đưa cho em nuôi đó. Người ta thuốc cả ăn chứ quèo. Thì xui lắm. Như là mới có được con người à. Bao nhiêu là cho cái nó ngủ hết à. Cho cũng nhiều người dữ lắm á. Đưa em con nè. Em con được nó bự cái em mắc đi làm không có nhà. Cái anh nói thôi đưa cho Tí Hằng nuôi đó, đưa Tí Hằng ngủ. Bữa chỉ chở đi chích cái đầu qua bữa sau cũng ngủ. Đó mình nuôi cưng khôn. Không qua ở nhà cái anh kêu đưa cho Tí Hằng nuôi đi. Em đưa cho Tí Hằng. Con em nó về thấy mắt con chó khóc. Dạ. Nó cưng dữ lắm cưng. Ủa. Ủa, anh nuốt mà cái gì chậm mà bên đây nghe em nghe một cái bệt ở dưới cái gì đó. Vô thử luôn cái bệt. Cục mỡ. Hai tay này ăn dữ thiệt. Còn có cái gửi lô tay với cục. Dữ thiệt. Mình mới đầu vô được nó ăn hết. Hấp nước luôn ba. Còn nói gì nói câu gì đó. Nếu anh em ăn mấy đầu hàng gì đó vô tay đầu hàng gì đó. Nó giỡn cho nè thôi. Nhưng phải đầu hàng thì thôi vô sao đâu. Không phải sợ thua mà mình giỡn chơi cho nó vui mà. Mà thấy tao dự chơi game mà thấy tao dự là tao thấy lá tao thắng. Siết nha. Thời gian không chờ đợi hai bạn đâu nha.
mới 18 mốc à. Đúng rồi, hay vậy. Hay vậy. Hay vậy. Còn mốc như nó đại cho cái điện thoại. Bây giờ biết sao không? Sao? Bị dồn cục thịt mới biết đón được. Dạ. Hay vậy ta. Cái điện thoại mình quay ở đây là mốc không giờ thấy được. Chính xác. 18 còn 12 phút nữa hả? Bây giờ tao tính nha ha. Bây giờ tao hết cục này rồi, tao đẩy cục này, mày đẩy ba cái lỗ tai. Thôi, luôn ăn cục luôn á. Gì? Thôi, mà nếu mà em ăn rồi, em sẽ quất luôn cục đó luôn. Rồi nước nào hai mình chia ha. Cái cục này với cái cục nặng. Quay, 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 quay. Đây. Được đúa ha. Trời. Rồi, hai người bàn cái đó là mình biết mình dân vô dắp rồi. Đây, cái lỗ tai nó ăn hơi lâu nha. Mình nó giòn lắm. Đem qua đường đi cho nó. Tao biết mà cái vụ có mỡ rồi mày thôi ấy thôi. Lỗi thì tao không mỡ rồi, tao đâu có chạy nó đâu. Cái nạt tao chạy còn nó mỡ là tao đánh luôn hả, tao làm luôn hả, tao đúng không? Ông Trân nghe mình bàn chiến thuật cái anh kêu chú ơi. Mình biết là thấy rồi phải không? Ừ. Hai tay này bàn tính là biết mình thua. Hay quá. Dăng hết luôn. Không còn gì luôn. Nãy tình nghĩa với thôi làm luôn rồi nó tung. Kẹt thằng ca comment tao để tưởng tức. Không kẹt thằng ca comment là làm luôn, cái tục lắm luôn. Không nói cho thấy cũng tội nha bà. Nóng nướng này không có dằn lên cục chứ. Hấp nước thử thử không cũng được rồi mà. Sáng đang thèm củ linh thì chạy lên tính nói anh Trân chạy mua đó về thì em ăn Trân thấy là đi chợ mua đồ ăn cho nhỏ nghe nói bữa nay anh Trân mua cái đầu heo bự lắm đó, thua chết rồi đó mà ai ngờ tính cái rưỡi chứ. Cái sợ em với ba không đủ anh mua cái rưỡi chứ. Hồi nước tương đó ba, đổ vô đây nè ba. Cái đổ cái nước vô, có hấp thì đổ nước vô cái dĩa nước tương, hấp vào cho nó dễ nè ba. Tại vì hôm mấy nay mình đụng quay ở dưới giường, không có kêu bà xã được. Xã ở trong nhà, tận dụng trên bàn có gì làm nấy. Ít luôn. Ngon ạ.
nó xuống rồi đó, nó chống cự được nữa đó Tùng. Làm luôn anh. Móc chui tay chui miệng rồi móc cầm luôn á. Hơi kêu. Sữa nó hơi giòn. Nhìn nó biết móc chui tay chui miệng móc cầm luôn. Quá lẹ hết luôn, mới 2-3 phút quá lẹ rồi, có móc xong luôn rồi, chúng còn cục ít. Đúng rồi, xếp rồi đó, nước tương mình ăn chấm là mình đổ loại bỏ cũng được. Nhẹ anh ba, chị nhẹ anh ba, nó gió bay càng hẳn nữa. Wow, càng tàu gấu máng luôn, không còn gì luôn. Dạ, xương dụng dữ à. Nó phải có dụng chút. Có đủ đế không? Không. Có bia không này hả? Có ròn ly đủ đế nữa. Có bia nè. Bia chắc này nó còn nghe mùi gì nữa, chứ còn mùi thơm thôi. Nó đi hết mùi rồi. Trời ơi, cái nước này mà một dĩa này mà nếu mà uống đủ đế khoảng xị. Dạ. Quá dữ. Uống rượu dở rồi làm phách. Quá xong luôn. Hết luôn. Nước ngon á. Ngon em. Ngon. Ngon. Ngọt thơm hả? Bao nhiêu tinh tí hình như là nó dồn vô nước này rồi. Đúng rồi. Tất cả cái đầu gửi heo nó vô như hết rồi. Nó ra đây rồi. Khi ra đây rồi. Cái nước này mà chẳng này có ổ bánh mì ha. Chấm vô một cái má rồi. Giờ mày uống rượu đi, rồi cơm trước mày chạy ra ngã ba mày mua mày ngồi đó mày ăn luôn, vô tổng gặp à. Ừ. Nó có quà lại chung với nhau hả? Rồi xong. Cuộc đời nó sướng. Quá hay luôn. Trời ơi. Trước cái thời gian mình để ra là 30 phút. Chỉ có 25 phút 30 giây. Thôi cuộc đời quá đã vậy. Rồi bây ok. Đúng rồi. Thì, đứa năm sĩ hả Tùng? Uống cà phê. Để đây. Túi áo vậy bỏ vô mấy trước cái túi má. Bữa nay xui không có túi áo nữa. Cầm cầm. Ừ, cầm đây. Mấy nào đây thôi mình lụm đại đi. Mấy anh em mình đây cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và năng chào. Bye bye.